nuôi. Thậm chí 300 năm trước, các cụ kỵ của mẹ tôi cũng từng sống ở đây. Tháng 11, Hồ Kusku bắt đầu đóng băng. Hồ đóng băng từ ngoài vào trong và biến thành một khối băng khổng lồ. Băng trong hồ sẽ không tan cho tới tháng 6 năm sau. Tiếng mải sao báo hiệu mùa đông bắt đầu. Những con vật cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Con ngựa già nhất thường sẽ bị xiết thịt. Song ngựa là lực lượng lao động và chuyên chở chính với những người dân du mục. Sinh kế của họ dựa hoàn toàn vào các con vật này. Anh Suhe che mắt con vật đang phải đối mặt với cái chết. Anh làm nó bất tỉnh để nó không cảm thấy đau đớn. Điểm mấu chốt của việc giết động vật là phải làm thật nhanh và giúp chúng ít đau đớn nhất có thể. Chỉ trong một tiếng đồng hồ, một con vật nuôi đã biến thành thịt để ăn. Khi việc pha thịt gần như đã xong, những người phụ nữ sẽ xuất hiện. Vì việc chia và rửa sạch các phần nội tạng cần sự khéo léo hơn. Những người dân du mục đã đặt ra các bước và quy định cho việc mổ thịt động vật. Trẻ em sẽ chứng kiến cả quá trình khi chúng lớn lên. Họ cũng giết thịt một con bò yak. Việc giết thịt động vật khá tốn sức. Một vài người hàng xóm cũng tới để giúp đỡ. Họ chia sẻ số thịt với những người tới giúp họ. Giết thịt một con vật nhỏ như dê thì chỉ mất khoảng nửa tiếng đồng hồ. Chokdul sắp xếp chỗ thịt thành các phần khác nhau. Gia đình anh sẽ sống qua cả mùa đông bằng số thịt từ một con ngựa, một con bò yak, 3 đến 4 con cừu hoặc dê. Trong lúc đó, chị Hisige đang chuẩn bị một món đặc biệt. Tiếng Mông Cổ gọi món ăn này là huy lao lưu trưu. Phần lông ở ức của cừu được cạo đi. Rồi phần đó sẽ được chà sát bằng một chiếc que được nung nóng. Có thể bỏ phần da đi cũng được, nhưng sẽ ngon hơn nếu để phần da này lại. Khi việc giết thịt đã xong, những người phụ nữ sẽ chuẩn bị bữa tối. Họ luộc các phần nội tạng của con ngựa mà họ giết thịt hôm nay.
thịt ngựa sẽ là thức ăn của họ trong mùa đông. Thịt ngựa rất thích hợp trong mùa đông vì chứa nhiều calo. Nếu là loại thịt khác thì mỡ sẽ bị đông lại khi trời lạnh. Nhưng mỡ của thịt ngựa không dễ dàng bị đông lại như vậy. Thịt ngựa làm món gì cũng ngon, như món bánh bao chiên hay món bánh bao hấp. Thịt ngựa cũng dễ tiêu hóa và trở thành thức ăn chính của những người dân du mục khi họ không thể trồng trọt. Những con vật mà họ giết thịt sẽ giúp họ đủ ăn cho đến mùa xuân năm sau. Rừng taiga bao quanh vùng hồ Khuskul, đồng cỏ cho gia súc vào mùa đông. Sói là mối đe dọa lớn nhất ở đây vào mùa đông. Những người dân du mục ở Khuskul đã tập hợp lại cho lần đi săn sói đầu tiên trong năm nay. Chỉ trong một buổi tối, sói có thể giết vài con vật. Đó là lý do chúng tôi phải săn sói khi có cơ hội. Khi chúng tôi ở đây vào năm ngoái, làng chúng tôi đã mất khoảng 100 con vật cho lũ sói. Chúng vượt qua các hàng rào bảo vệ quanh nhà, ăn cừu và dê của chúng tôi. Thiệt hại do lũ sói gây ra trong năm ngoái rất nghiêm trọng. Những người thợ săn đã thảo luận một chút trước khi quyết định sẽ đi săn ở đâu, bằng cách nhận diện những nơi sói hay xuất hiện. Mỗi người sẽ được giao nhiệm vụ đuổi hoặc bắn sói, sau đó họ tản ra. Các tay súng phải nấp ở những vị trí khác nhau, chờ cho những người có nhiệm vụ đuổi dồn chúng vào một chỗ. Săn sói không dễ chút nào. Chúng tôi đang ở chỗ cao nên có nhiều gió và rất lạnh. Thậm chí dưới tiết trời âm 30 độ C, chúng tôi vẫn phải nằm im để đợi sói xuất hiện. Thậm chí việc này còn khó hơn vì địa hình vừa cao vừa hiểm trở, nên họ phải đuổi sói bằng cách chạy bộ chứ không được cưỡi ngựa. Nửa buổi sáng đã trôi qua nhưng chưa thấy con sói nào xuất hiện. Ở Mông Cổ, người ta tin rằng bạn chỉ bắt được sói khi bạn sinh ra có mệnh cao hơn sói. Nói thế để biết là việc săn sói vô cùng khó khăn. Thật ra việc săn sói có tỷ lệ thành công rất thấp, chưa đầy 5%. Thậm chí việc nhìn thấy sói thôi đã khó rồi, trừ phi có một cái xác động vật ở gần đó. Lần này chúng tôi đã không bắt được sói sau cả một tuần đi săn. Chúng tôi cũng gặp khó khăn khi đàn sói xuất hiện từ hướng ngược lại so với nơi chúng tôi muốn dồn chúng tới. Thực ra có một lý do khác để họ đi săn sói. Họ gây tiếng động để đuổi sói đi. Vì thế khi không bắt được con sói nào, họ cũng không coi đó là thất bại. Những miếng thịt khô lại trông giống như vỏ cây. Porup Sorung, vợ của Chokdul, xay nhỏ thịt khô ra để làm Borochu, một món ăn truyền thống của người du mục Mông Cổ. Món Borochu chiếm ít chỗ và rất nhẹ, nên các đội quân của thành Cát Tư Hãn dùng nó làm thức ăn khi đi chiến đấu. Thế này là đủ cho một bữa ăn. Khi ngâm trong nước, nó sẽ nở ra và mềm hơn. Kiên nhẫn là điều cần nhất trong cuộc sống du mục. Hàng ngày họ hầu như chẳng có thời gian cho riêng mình.
Khi thức dậy, tôi sẽ nhóm lò, pha trà và ăn sáng cùng gia đình. Sau đó, tôi ra ngoài để dọn dẹp hàng rào, vắt sữa của gia súc. Tiếp đó, dọn dẹp nhà cửa, đi lấy nước, đi kiếm củi. Khi anh Suhai bận rộn, tôi cũng đi chăm cừu. Tôi phải dồn chúng vào bãi quây và làm bữa tối. Chỉ sau bữa tối tôi mới có thời gian rảnh rỗi để khâu, vá hoặc làm những việc tương tự. Nhưng chẳng mấy chốc đến giờ đi ngủ. Đã đến tháng 4. Vùng hồ rộng lớn đã đóng băng, trở nên đông cứng. Đã lại đến lúc vượt núi. Mỗi năm, chúng tôi lại vượt núi vào một thời điểm khác nhau. Quyết định được đưa ra dựa trên mức độ tuyết rơi ở điểm đến. Nếu chúng tôi đi sớm quá, sẽ khó mà đến được đích vì tuyết vẫn chưa tan hết. Nếu chúng tôi đi muộn quá, dòng sông đóng băng sẽ tan. Việc bắt những con vật vượt sông sẽ khó hơn. Hầu hết các gia đình đều lên đường trước ngày 10 tháng 4. Các con vật gầy đi trông thấy trong mùa đông. Chúng cũng yếu đi sau một mùa đông khắc nghiệt. Vào mùa xuân, những con vật mới sinh cũng sẽ tham gia chuyến đi cùng cả đoàn. Ngoài ra, mùa đông này cũng có nhiều tuyết hơn, vì thế họ đi muộn hơn bình thường 2 tuần. Những con vật khỏe mạnh vào mùa thu, vì thế chúng tôi có thể đi được rất xa trong một ngày. Nhưng vào mùa xuân, chúng yếu và mệt, nên chúng tôi đi được ít hơn nhiều. Một thứ không nhìn thấy vào mùa thu đã xuất hiện. Cái xe này được gọi là shock, dành cho những con vật yếu hoặc mới sinh. Vào mùa xuân, họ không đi qua thung lũng Uturak như mùa thu mà qua thung lũng Jaru ở xa hơn về phía nam. Ngày đầu di chuyển, mọi thứ đã rất khó khăn. Gió còn khó chịu hơn là tuyết. Đã lạnh thì chớ, còn có gió nên nhiệt độ đã giảm đáng kể. Những con vật ngã quỵ vì lạnh và đói sẽ được con người ôm trong tay. Trong một trận bão tuyết dữ dội, tầm nhìn là bằng không. Thời tiết luôn rất khó đoán. Thung lũng Jaru rất cao nên thời tiết thay đổi thường xuyên. Thậm chí khi chúng tôi nghĩ thời tiết đẹp, nhưng lúc đến thung lũng lại là một câu chuyện khác. Luôn có gió mạnh và tuyết rơi dày ở đỉnh thung lũng. Vì thế các con vật sẽ đi lại rất khó khăn.
Cuối cùng một con dê cũng gục xuống khi lên đến đỉnh. Có vẻ như nó không còn đủ sức để tự bước đi. Mặc dù gia súc giống như người thân của họ, nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ lại con vật này. Một con đường khá dốc. Người ta xuống ngựa cho an toàn. Chỉ đi thôi đã khó khăn rồi, thế mà họ còn phải kéo cả những con vật nữa. Cuối cùng, họ cũng tới chỗ đất bằng phẳng. Người và vật cùng dựa vào nhau để vượt qua thử thách. Một khi đi qua thung lũng, bầu trời xanh sẽ xuất hiện. Ơn trời, họ đã đến chỗ dựng lều của đêm đầu tiên trước khi trời tối. Chúng tôi phải bỏ lại đằng sau một con ngựa già ở thung lũng Jaru. Chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, bởi vì nó đã kiệt sức và không thể theo kịp. Nếu đó là đường dốc xuống, thì chúng tôi còn cho nó lên xe và kéo xuống. Nhưng thung lũng cao quá, nên chúng tôi không làm thế được. Có một con cừu trong lều, nơi mọi người đang nghỉ ngơi. Nó là con cừu già bị bỏ lại bởi gia đình đầu tiên vượt thung lũng vào mùa xuân này. Chắc họ bỏ lại nó vì nghĩ nó không sống nổi. Nhưng khi tìm thấy nó, chúng tôi thấy nó có thể sống được. Vừa may chúng tôi còn một chỗ trên xe nên đưa nó theo. Chúng tôi sẽ trả nó cho gia đình đó khi tới bãi cỏ chăn thả gia súc vào mùa xuân. Kể cả sau khi vất vả vượt qua một thung lũng như vậy, họ cũng không có lấy một ngày nghỉ. Bởi vì việc nay đây mai đó là số phận của những người dân du mục. Đời sống du cư là cách chăn nuôi gia súc cơ bản nhất. Cách sống của họ ngày nay không khác nhiều so với cách đây vài thiên niên kỷ. Những con vật đã đi chậm lại đáng kể. Một số dừng lại vì quá mệt. Cuối cùng, họ cũng dừng lại và quyết định cho các con vật gặm cỏ ở nơi mà họ đi qua. Đàn gia súc đã bị yếu đi qua một mùa đông, không thể đi liên tục không ngừng nghỉ như vào mùa thu. Tối hôm đó, một trong số các con bò có vẻ bồn chồn. Túi ối của nó đã thò ra ngoài, nghĩa là nó sắp sinh. Nhưng do việc vượt núi tuyết ngày hôm trước, nên con bò mẹ đã bị kiệt sức. Dù nó cố gắng hết sức, nhưng bò con vẫn không thể chui ra. Anh Suhe quan sát nó và phải can thiệp.
Anh cố hết sức để giúp con bò mẹ đã mệt lử. Cả người và bò cùng hợp tác để đón chào một sinh linh ra đời. Anh Su Hè chọc cho bọc ối chảy hết nước ra ngoài. Nếu bọc ối không được lôi ra nhanh thì con bò con có thể sẽ bị chết ngạt. Đây là một con khai nát, được lai giữa một con bò thường và một con bò yak. Khai nát là con vật lai giữa bò thường và bò yak. Nó là một động vật rất khỏe, có thể đi trên những con đường núi hiểm trở. Không gì chở gỗ và hàng hóa trên núi tốt hơn là khai nát. Chúng có thể dễ dàng chở được 140 kg hàng, dù đường đi có gập ghềnh đến thế nào đi chăng nữa. Hôm sau, anh Chắc Đồ chăm sóc cho con Khanak con trước khi làm những việc khác. Sợ con vật bị lạnh, anh quấn nó thật chặt. Chuyến đi của họ cứ bị hoãn lại liên tục vì con khai nát con này. Nhưng anh Chắc Đồn thấy việc này không sao cả. Với họ, việc đi cùng nhau còn quan trọng hơn là đi nhanh. Thời gian trôi đi, số con vật phải nằm ở trên xe cứ tăng dần. Chuyến đi khó khăn đến nỗi đã hút cạn sức lực của các con vật. Hôm nay, cho đến khi cái xe đã chở đầy các con vật thì họ mới lên đường. Sẽ mất 2 ngày nữa mới đến bãi chăn thả gia súc vào mùa xuân. Vẫn chưa nhìn thấy đích đến trên con đường phủ đầy tuyết. Nhưng khi họ tới nơi, sẽ có cả một đồng cỏ cho lũ gia súc. Các con vật nuôi này là cơ sở, cũng là lý do cho cuộc sống của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi duy trì cách sống vất vả này quanh năm. Giống như tổ tiên của chúng tôi đã từng làm cách đây nhiều thiên niên kỷ. Đây chính là lịch sử của những người dân du mục Dakar.